Thưa quý vị và các bạn, sau khi một cặp vợ chồng từng đến bệnh viện Bạch Mai khám bệnh và dương tính với SARS-CoV-2 thì toàn bộ tòa nhà khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội đã bị phong tỏa. Và bất đắc dĩ, một tòa chung cư 16 tầng với gần 600 nhân khẩu đều phải tự cách ly tại nhà. Cách ly chính là câu chuyện được rất nhiều người nhắc tới trong thời điểm vừa qua. Vậy người dân thực hiện cách ly tại nhà như thế nào và cảm xúc của họ ra sao trong những ngày cách ly? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một cuộc phỏng vấn nhanh của chúng tôi với một hộ dân tại khu đô thị Thanh Hà để hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ trong những ngày này. Dạ vâng, xin chào chị, cảm ơn chị đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ thưa chị, là một trong những cư dân tại chung cư Thanh Hà, nơi mà hiện tại đã có 2 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện tại thì chị cũng như cư dân ở nơi đây thì có những cái băn khoăn hay lo lắng gì hay không ạ? Thực sự là mới đầu thì khá là hoang mang vì nghĩ là mình chưa chuẩn bị được đủ cái tinh thần và vật chất cho 14 ngày cách ly. Thế nhưng mà ngay sau đó thì lại thấy vô cùng là ấm áp vì nhận được sự quan tâm của bạn bè nhắn tin xem là thiếu thứ gì hay cần gì thì mọi người sẽ gửi vào cho. Rồi nhiều người thì ủng hộ, nào là rau, nào là trứng, nào là bánh mì, rồi thì nói chung là lương thực thực phẩm rất là thiết yếu cho cư dân sống trong tòa nhà. Thì đại diện mỗi tầng trong tòa nhà sẽ nhận lương thực thực phẩm và phân phát cho tới từng hộ gia đình. Nếu mà chúng tôi cần mua đồ gì thì chúng tôi có thể liên hệ với bảo vệ hoặc là lực lượng chức năng mua hộ. Chúng tôi cũng nhận được những cái lương thực thực phẩm, sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân xã Cự Khê cũng như là huyện Thanh Oai hỗ trợ người dân. Thực sự là mọi thứ thì cứ diễn ra rất là nhẹ nhàng và ai cũng có trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh. Thế nên là cái việc cách ly thì đối với bản thân tôi thì không có gì là đáng sợ cả, bởi vì nhận được rất là nhiều sự quan tâm và rõ ràng là không ai bị bỏ rơi trong cái thời gian hoạn nạn cả. Dạ vâng, nhân đây thì chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết rằng là ban quản lý tòa nhà cũng như chính quyền địa phương thì đã có biện pháp phong tỏa cách ly như thế nào, và hiện tại thì chính quyền địa phương nơi đây thì đã có những cái biện pháp phòng dịch như thế nào cho cư dân cũng như là những người xung quanh khu vực này? Ngay sau khi cách ly toàn bộ tòa nhà thì các cán bộ y tế thì cũng có tới từng gia đình để mà tiến hành khai thác thông tin xem là trong cái thời gian từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 3 thì có ai từng tiếp xúc với bệnh nhân sống cùng tòa nhà hay không, hoặc là đã từng đi tới những cái địa điểm mà có những cái bệnh nhân mắc Covid hay không. Sau đó thì lực lượng chức năng thì cũng đã tiến hành đặt giải phân cách quanh tòa nhà để mà đảm bảo cách ly an toàn cho những cái người đang sinh sống trong tòa nhà và những cái hộ gia đình, những cái người dân sống ở những cái tòa nhà bên cạnh. Ban quản lý tòa nhà cũng như chính quyền địa phương thì đã làm đúng những cái trách nhiệm và triển khai các biện pháp khử khuẩn phòng dịch toàn bộ khu dân cư mà chúng tôi đang sinh sống. Dạ vâng, trải qua những cái ngày cách ly tại nhà như thế này thì không biết là công việc của chị bị ảnh hưởng ra sao và chị cũng như gia đình sắp xếp cái cuộc sống sinh hoạt của mình như thế nào ạ? Nhận lệnh cách ly khá là đột ngột nên ngay lập tức thì tôi đã báo cáo cái việc cách ly đối với công ty nơi tôi đang làm việc để có phương pháp giải quyết công việc hợp lý nhất. Hiện tại thì chúng tôi chuyển sang làm việc online tại nhà, còn sinh hoạt trong gia đình thì không quá là nhiều ảnh hưởng bởi vì nhà tôi có một bé nhỏ thì đã cho bé về quê tránh dịch từ Tết, vì thế chỉ còn hai vợ chồng. Thì đôi khi thì cái việc cách ly ở trong nhà quá lâu thì cũng dẫn đến cái việc mà cảm thấy là khá cuồng tay cuồng chân. Thế nhưng mà là một công dân có trách nhiệm thì chúng tôi cần đồng lòng và có ý thức ở yên tại chỗ để cùng với cộng đồng chống dịch. Dạ vâng, ở trên trang mạng xã hội thì chị có chia sẻ rằng ở nhà thì chẳng có gì đáng sợ bởi bạn không hề cô độc. Vậy lý do vì sao mà chị lại có cái cảm giác như thế ạ? Vâng, vào ngày 29 tháng 3 thì tại khu dân cư mà chúng tôi sinh sống thì mọi sinh hoạt vẫn diễn ra rất là bình thường. Cho tới ngày rạng sáng ngày 30 tháng 3 thì chúng tôi khá là bàng hoàng khi mà toàn bộ cửa ra vào của chung cư đều bị khóa. Thì lúc đó khoảng vào 6 đến 7 giờ sáng thì cũng là cái thời gian mà mọi người bắt đầu đi làm. Cái việc mà cách ly toàn bộ tòa nhà một cách đột ngột như vậy thì khiến cho rất là nhiều người không kịp chuẩn bị về tâm lý cũng như là những cái đồ ăn thức uống dự trữ ở trong gia đình. Đối với gia đình tôi thì hầu như là chưa bao giờ nghĩ tới việc tích trữ quá nhiều lương thực. Chính vì vậy mà bản thân tôi cũng rất là lo lắng, bởi vì là cách ly 14 ngày thì không biết là sẽ sống như thế nào. Thế nhưng mà mọi việc đều không quá là đáng sợ vì sau đó là toàn bộ cư dân sống trong tòa nhà nhận được những cái sự hỗ trợ rất là thiết thực từ bên ngoài. Dạ vâng, cảm ơn chị vì những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho gia đình chị có một sức khỏe dồi dào.